Hello anh em, hôm nay thì cái con Nikko Sin 58 này thì đã tìm được một cái chủ nhân mới rồi nha anh em. Con này thì hôm qua mình có giao với giá 200k anh em ạ. Và có một bạn bạn ý nhắn cho mình, bạn ý có một cái thiện chí gọi là muốn mua con Nick này để bạn đi chơi. Thật sự giờ với anh em là để mà kiếm được con Nick như này nó rất là hiếm anh em. Nhưng mà bạn ý gọi là năn nỉ mình, gọi là bảo là thôi anh ơi anh bán cho em cái con Nick này đi, em rất là thích các thứ. Đó, cho nên là hôm nay mình quyết định là mình thôi để lại cho bạn ấy một cái giá tốt nha anh em. Đó, không được giá là 200k nhưng mà thôi, cố gắng để lại cho bạn ấy một cái giá tốt nhất anh em nhé. Anh em nghĩ con nick này với giá là 150k thì liệu nó là một cái giá hợp lý không anh em, hay là nó đắt quá hay như thế nào, anh em hãy comment phía dưới nhá. Dù bạn ấy bảo là fan của mình nhưng mà mình hỏi là em em đã đăng ký và like video chưa em? Bạn bảo là chưa anh. Ôi giời ơi, bạn bảo giờ em đăng ký được không? What the hell? Cô trước đánh cô sau luôn anh em à. Nhưng mà mình nói chung là hôm nay tâm trạng mình khá là vui, cho nên là mình đã có nhắn bạn ấy một câu như thế này. Thế sao giờ giờ cho em một phút để đăng ký và gửi video cho em đấy, gửi anh, gửi để xác minh. Bán link nhưng mà rất lăng nhằng đúng không? Nhưng mà thôi anh em thích là được. Đấy, bạn bắt đầu bạn ấy bấm đăng ký các kiểu anh em. Đấy, mình có gửi số tài khoản các thứ để bạn ấy gửi anh em nha. Đây, bạn bảo gì ok anh. Rồi, để xem một lúc nữa xem bạn có gửi không để mình gửi link cho bạn ấy nhá. Ok anh em, vậy là con nick này hiện tại bạn ấy đã gửi thẻ cho mình rồi nha. À không, bạn đã gửi cho mình rồi. Vậy là con nick này ngày hôm nay thì nó đã không phải là của mình nữa rồi nha anh em. Đó, bạn ý là một người khá là may mắn vì đã hốt được con nick này. Thì mình cũng rất là mong bạn này, bạn ý là một người gọi là mong bạn ý sẽ gọi là chăm tốt cho con nick này, và cũng như là chơi sao cho nó ok nhất nhá. Đừng có đi hành các anh em làm yếu hơn mình nha. Ok. Đó, vậy là làm một clip vui vui nhưng mà lại có những anh em gọi là từ rất là xa lạ nhưng mà các anh em lại ủng hộ mình thì rất là cảm ơn anh em. Đấy thì qua clip này thì mình cũng hú anh em luôn là hiện tại anh em nào mà có link của tất cả các server mà link VIP mà muốn bán với một cái giá gọi là anh em cứ gửi ảnh đi, nếu mà mình thấy giá nó ok cái thứ thì mình báo anh em ưng thì thuận mua vừa bán anh em nhá. Đó, nói chung là mình nói trước là mình nhập khá là rẻ nha, anh em yêu quý bán cho mình thì cũng rất là cảm ơn anh em thôi. Đó thì thông thường rảnh rảnh mình lại làm clip bán link cho anh em. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem cái clip này của mình nha. Ok thì thôi, chắc là mình xin phép anh em là mình xin tạm dừng đây và mình sẽ gửi nick cho bạn ý thôi. Còn nick này thì hiện tại mình đã bán rồi nha, cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Ok, anh em có nhu cầu gì hú mình nhá, vàng các thứ anh em lên web shop mình nhá. Cảm ơn anh em. Bye anh em.